Xin chào tất cả mọi người. Xin giới thiệu mọi người về một vài cái dòng lan của Than Uyên Lai Châu. Đầu tiên ở đây đó là dòng đó là loại lan Hoàng Thảo Hạc Vĩ. Đây. Thứ hai là lan trầm dòng đỏ. Rất là thơm, rất là quyến rũ. Giò này là giò kiều vuông, thân nó hình vuông cho nên là anh em lấy cái đặc điểm này để gọi tên nó. Đây, đây là cái giò sơn thủy tiên. Đặc điểm của cái loại này là thân rất là to, thân rất to, hoa có màu vàng nhìn rất là bắt mắt. Còn đây là Hoàng Thảo Hạc Vĩ. Cái này là giò quế tháng 8, quế trắng, cái mùi quế trắng rất là thơm. Giò này là Hoàng Thảo Kèn Lai Châu. Hoàng Kèn Lai Châu với cái sắc tím rất là quyến rũ. Đấy. Tiếp theo là Giáng Hương Tam Bảo Sắc. Loại lan này có rễ rất là dài, rất là đẹp. Đây vẫn là kiểu cũ. Đây vẫn là sơn thủy tiên. Còn đây là dòng đơn thân rất là phổ biến, đó là Giáng Hương Đuôi Chồn. Cái này là Hoàng Thảo Hạc Vĩ. Đây là đùi gà tròn. Cái giò lan này là giò Hoàng Thảo Ngũ Tinh. Đây toàn bộ là Hoàng Thảo Ngũ Tinh. Long Tu Xuân. Đây là Hoàng Thảo Kèn Lai Châu, sắc tím. Loài đặc hữu chỉ có Lai Châu. Đây là nhất điểm hoa. Loài hoa bền hoa và rất là thơm. Đây là lan vẩy rồng. Sắc vàng rất là dễ nhận biết. Thơm lắm. Điểm qua một vài những cái loại hoa. Dự kiến là câu lạc bộ sẽ tổ chức vào tháng 3, tháng 5. Đấy, xin mời tất cả quý vị, anh chị và các bạn đến giao lưu, chiêm ngưỡng và thưởng lãm cái vẻ đẹp quyến rũ của lan rừng. Chào mọi người.